Kính bạch Thầy, mẹ con bảo con đầu năm đi ra ngoài phải chọn hướng, chọn giờ, không nên đi đâu xa vào các ngày mùng 3, mùng 7, 14, 23 âm lịch, đặc biệt là đi chùa, như vậy có đúng hay không? Đối với quan niệm Đạo Phật mình thì cái đó cũng là mê tín, nghe không? Cái phương hướng của mình ấy, nó mang tính chất tương đối, đại chúng thấy rồi. Phương hướng là tương đối, trong cái hư không này ấy, nó đều là tương đối thôi. Ở cái trái đất này thì ta bảo đây là hướng đông, nhưng mà ta ở mặt trăng thì cái hướng đấy lại không phải là hướng đông. Đó. Phải không ạ? Ví dụ thầy đây thì thầy bảo là cái tivi kia là ở hướng đông. Thế nhưng mà ở chỗ cái tivi kia thì họ lại bảo cái tivi là ở hướng tây. Thế cho nên đông tây nam bắc là tương đối. Vâng, nó là cái quy định tương đối nhé, mà không phải vì hướng như thế nó ảnh hưởng đến chúng ta. À, chúng ta làm nhà làm cửa thì chọn cái hướng nào nó mát mẻ, nó không bị che chắn, cái đấy là cái rất bình thường, không phải là cái gì cả, cái đấy không phải là cái nguyên lý gì cả, cái rất bình thường. Thế còn đi không chọn vào ngày mùng 3, mùng 7, 14, 23, đây, thế gian ta có câu là mùng 5, 14, 23 đi chơi còn thiệt lữa là đi buôn, thế là cứ câu ấy truyền miệng, ai cũng tránh những ngày đấy. Vì mọi người tránh cho nên ở chùa là thầy chọn ngày mùng 5 để cho chư tăng chúng mình đi du xuân, vì nghĩ là ngày không ai đi thì nó vắng đường, an toàn. Đấy, Hòa Thượng Trúc Lâm thế, cụ cứ ngày 13, 17 cụ đi. Ngày xưa cụ nói tôi cứ chọn 13, 17 cứ đi. Đấy. Thế chùa Lân ngày xưa động thổ là vào đúng ngày mùng 7 đấy. Đấy, mùng 7, tháng 7 động thổ xây chùa. Thế thì cái quan niệm này, quan niệm ngày giờ nó không phải là chân lý, nghe không? Tất nhiên mình đi đâu thì phải có ngày, mình dự định đi ngày nào thì đó là việc có. Nhưng Phật tử chúng ta không đặt nặng đấy là ngày giờ gì, ta cứ đến việc là ta phải đi, nghe không? Bây giờ đau bụng, đau ruột thừa mà cũng phải chọn ngày chọn giờ thì chết, đúng không? Cơ thể chúng ta nó nhiều vấn đề không thể chọn giờ được. Chúng ta bị khổ vô cùng với cái chuyện ngày giờ, khổ lắm đấy thưa đại chúng. Đợt trước thì đi Cuba đấy. Ở Cuba với mình nó lệch, gần như lệch giờ nhau mất một ngày. Thế hôm nay mình là ngày tốt, nhưng mà ở Cuba lúc ấy lại là cái ngày không tốt. Thế thì là sao? Hả? Thế thì cũng là cùng trên cái trái đất này cả. Tại sao bên này là ngày tốt, bên này lại là ngày xấu? Vì nó lệch nhau một ngày rồi, cùng thời gian đấy, cùng thời điểm ấy. Đấy, thế thì đại chúng mới thấy là ngày giờ cũng là tính chất tương đối thôi. Nghe không? Nó không phải quyết định. Thời gian nó không có tính chất là xấu hay là tốt, mà xấu tốt là ở mỗi chúng ta, phúc nghiệp ở mình đây này. Mình có cái nghiệp ác thì nó sẽ trổ ra quả ác, chả kể ngày giờ gì nó cũng trổ ra nhé. Đấy, thì cái này thì quan điểm của Phật giáo chúng ta thì không nên nặng về những cái chuyện ngày giờ như thế. Kính thưa Thầy, vợ con nói năm nay con có sao Thái Bạch chiếu, mà sao Thái Bạch thì quét sạch cửa nhà, nghĩa là hao tổn tài sản. Có người bạn con nói con phải nên làm lễ dâng sao để giải hạn. Vậy con có phải dâng sao để giải hạn không ạ? Hay con nên làm thế nào? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Con xin thành kính tri ân Thầy. Quý Phật tử này hỏi về việc lễ cúng dâng sao giải hạn. Thì năm nay Phật tử này lại bị sao Thái Bạch chiếu nên là rất lo. Wow, người ta nói Thái Bạch thì sạch cửa nhà, cho nên Phật tử lo lắm, nên hỏi quý Thầy. Vậy thì theo quan điểm Đạo Phật, chúng ta hiểu vấn đề này như thế nào? Thì, kính thưa đại chúng, chúng ta được biết đó, thì cái quan niệm sao chiếu mệnh nó được xuất phát từ các vị chiêm tinh gia. Đấy, gọi là cái thuật chiêm tinh. Những nhà chiêm tinh ấy, họ có quan niệm rằng con người chúng ta là tinh hoa của trời đất, mỗi chúng ta như một ngôi sao. Cho nên là mỗi chúng sinh ở dưới này thì trên trời tương ứng với một ngôi sao. Đấy, một ngôi sao. Cho nên ý, ngôi sao trên trời ý, nó ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta ở trái đất này. Ngôi sao ấy mà tắt là cuộc đời chúng ta cũng tắt luôn. Hoặc là ngôi sao đấy nó bừng sáng lên là cuộc đời chúng ta sẽ được
tốt đẹp, được sáng láng. Đấy, quan niệm của các nhà chiêm tinh như vậy. Cho nên ngày xưa, từ cổ xưa đấy, các chiêm tinh gia họ cũng thường vận dụng cái này để họ xem số mệnh cho từng người, nhất là xem chiêm tinh cho các vị quốc vương, những cái vị lãnh tụ họ xem cho. Thế thì cái thuật mà sao chiếu mạng này, khi mà đến Trung Quốc á, thì các đạo gia Trung Quốc họ đúc kết lại, không phải là mỗi con người chúng ta có một ngôi sao trên trời chiếu mạng, mà họ đúc kết lại là có 9 ngôi sao, 9 ngôi sao chính chiếu mạng cho tất cả loài người. 9 ngôi sao đấy là những sao gì? Những sao như sao Thái Âm, sao Thái Dương, sao Thái Bạch, sao La Hầu, Vân Hán, Kế Đô, Thổ Tú, Mộc Đức, Thủy Diệu. Đó, đấy là 9 cái ngôi sao. Thì trong 9 ngôi sao này thì có chia ra những sao là những sao tốt và những sao xấu. Đấy, sao tốt mà khi chiếu đến ai thì cái người ấy cả năm được những điều tốt đẹp, may mắn. Sao xấu chiếu vào ai thì người ấy cả năm bị những cái điều không may mắn, và bị hao tài tốn của, bị lo buồn, bị những tai nạn. Đó. Thế và cũng từ cái thuyết này á, thì họ nói con người ta chia ra những cái nạn. Ví dụ như là nạn hạn về toán tận, hạn thiên tinh, hạn ngũ mộ, hạn tam kheo, hạn huỳnh tuyền, hạn diêm vương, hạn thiên la, hạn địa võng. Đó. Đấy, thì mỗi cái hạn này lại nói lên những các cái gì chúng ta phải gặp ở trong đời. Đó. Rồi dân Việt Nam chúng ta cũng thế, ảnh hưởng của văn hóa phương Bắc từ thời mà phương Bắc đô hộ chúng ta. Rồi chúng ta cũng có cái quan niệm là có sao chiếu mạng. Và như thế trong dân gian chúng ta bây giờ là nhân dân cũng thế, thường là đi xem mình năm nay sao gì chiếu, năm nay mình hạn gì. Đấy, thì quý Phật tử này năm nay là đi xem là sao Thái Bạch chiếu mạng, cho nên năm nay là sợ sẽ mà sạch hết cửa nhà, không còn tài sản, rất lo lắng, phải không? Thì chúng ta thấy đi khi xem sao như thế này chúng ta thấy lo không? Nếu phải cái sao mà sao xấu chiếu thì mình lo lắng, buồn rầu cả năm, lúc nào cũng lo. Thế mà sao tốt thì nhiều khi mình cũng lại chủ quan thì lại sinh ra thất bại. Đó, cho nên việc đi xem những cái này thực sự mà nói nó không có lợi ích gì cả, không giúp cho mình cái cách gì. Thế thì cho nên các nhà mà chuyên về sao hạn này thì họ lại bày ra cái cách để mình lễ giải sao, mà lễ sao. Đấy. Đấy, 9 vị sao này gọi là cửu diệu tinh quân, phải bày ra cách lễ 9 vị sao, bày theo hướng nào, cách thức bày như thế nào. Họ bày ra nhiều cái cũng rất phức tạp, thưa đại chúng. Thế rồi từ đó thì lây đến các chùa chiền, đền đình, các miếu điện phủ cũng tổ chức lễ dâng sao giải hạn, cắt sao cho Phật tử, cho nhân dân. Thì về phía các chùa đầu năm làm lễ dâng sao giải hạn, thì quý Thầy nghĩ đây là phương tiện của chư Tăng để cho mọi người kết duyên với Tam Bảo. Vì quần chúng dân quen rồi, quan niệm rằng phải lễ dâng sao giải hạn. Bây giờ thì nhà chùa cũng mượn phương tiện này lập cái đàn gọi là lễ dâng sao giải hạn. Nhưng mà chính thức là để mà vào để giáo hóa Phật tử, nhân dân, thì có thể đây là phương tiện nhé. Nhưng mà cái sự thật của việc dâng sao giải hạn thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu trong Đạo Phật như thế nào về cái việc này. Thì như đại chúng biết đấy, trong tất cả các kinh điển giáo pháp của Đức Phật thì không có một bài kinh nào Đức Phật nói về việc sao chiếu mệnh và Đức Phật dạy làm lễ dâng sao giải hạn cả. Đức Phật không nói rằng cuộc sống của mỗi chúng ta lại phụ thuộc vào một ngôi sao nào đó, và dù sao đấy là biểu tượng hay sao đó là một ngôi sao có thật ở trên bầu trời này. Đức Phật không hề nói. Mà Đức Phật nói rằng chúng sinh là tùy theo nghiệp mà lưu truyền. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, và lại là
người thừa tự của nghiệp. Chúng ta tạo ra nghiệp và nghiệp ấy lại dẫn dắt chúng ta đi. Cho nên ý, cuộc sống của mỗi chúng ta chịu ảnh hưởng của nghiệp cũ rất là nhiều. Có thể nói như vậy, nghiệp cũ phân loại chúng ta thành người sang, kẻ hèn, người giàu, kẻ nghèo, người may mắn, người bất hạnh, người xấu, kẻ đẹp, người dốt, kẻ thông minh. Chúng ta trở thành người bệnh tật hay người sống thọ, người khỏe mạnh. Tất cả những cái này, ảnh hưởng của nghiệp cũ đến mỗi chúng ta rất là lớn, rất là lớn. Thế cho nên, Đức Phật dạy chúng ta muốn thay đổi cái cuộc đời của mình thì chúng ta phải thay đổi nghiệp, chuyển hóa nghiệp. Mà muốn chuyển hóa nghiệp thì chúng ta phải tu tập. Đức Phật thuyết ra kinh nhân quả, thuyết ra kinh thập thiện nghiệp để cho chúng ta tin nhân quả và chúng ta tu tập chuyển hóa nghiệp. Ba cái nghiệp chúng ta gây ra từ nơi thân, khẩu và ý đấy, gọi là tam nghiệp. Thân nghiệp, những cái nghiệp ác gì? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu nghiệp, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói lời ác. Ý nghiệp, tham lam ích kỷ, sân hận, oán thù, si mê tà kiến. Đó, đấy là 10 cái ác nghiệp. Nếu chúng ta làm 10 ác nghiệp này thì chúng ta sẽ chịu những cái quả báo đau khổ. Quả báo đau khổ. Còn nếu chúng ta không làm những cái điều ác này, chúng ta tu tập thiện nghiệp, chúng ta không sát sinh mà chúng ta phóng sinh, cứu vật, cứu người, chúng ta không trộm cắp mà chúng ta bố thí, cúng dường, chúng ta không tà dâm, chúng ta sống lành mạnh, trung thủy, vân vân. Chúng ta làm những điều thiện như vậy thì cuộc sống của chúng ta, cuộc đời chúng ta sẽ tốt đẹp, sẽ khác, nó sẽ chuyển hóa. Đáng lẽ chúng ta phải chịu trả một cái quả khổ như thế này, nhưng trước đó chúng ta có tu tập, và tu tập như Phật dạy đấy, thân tu giới, tâm tu tuệ, thì nó sẽ chuyển hóa cái nghiệp này. Chúng ta không bị trả những cái nghiệp đau khổ. Đó. Chứ không phải là chúng ta làm cái lễ dâng sao giải hạn mà hết được. Nếu lễ dâng sao giải hạn mà giải được hết hoạn nạn cho chúng ta, thế thì con liệu có giải được cái nạn chết cho chúng ta không? Thế thì chúng ta sống mãi được hay sao? Ai cũng phải chết. Cứ sắp chết ta lại dâng sao giải hạn. Thế có được không? Chắc chắn đại chúng biết là không ai có thể giải được, đúng không? Rồi như vậy là sẽ không còn ai còn bệnh tật gì nữa, không còn ai bị tai nạn nữa. Các chiến sĩ trước khi ra trận làm lễ dâng sao giải hạn, thì ra chiến trận không bao giờ phải chết nữa. Chúng ta có làm được cái điều đó không? Đấy, thì chúng ta biết hàng năm biết bao nhiêu Phật tử, nhân dân đi lễ dâng sao giải hạn, mà có hết được hạn không? Không hết được hạn. Bản thân quý thầy cũng chứng kiến những cái điều này. Đó. Rất nhiều người dâng sao giải hạn rồi, mà rồi hạn vẫn xảy ra. Đó. Đấy thì như vậy chúng ta biết cái việc dâng sao giải hạn nó là không đúng. Mà đạo Phật là đạo rất thực tế, là chính chúng ta phải tu tập, chuyển hóa nghiệp của mình thì mới chuyển hóa cái nạn của mình được. Hoạn nạn là do nghiệp sinh ra. Nghiệp được chuyển thì hoạn nạn sẽ chuyển. Đó, đấy đại chúng phải nhớ như vậy. Chúng ta tin chắc lời Phật dạy, Đức Phật là bậc mà toàn giác. Ngài biết rất rõ cái luật vận hành của nhân và quả. Như thế nào Ngài nói cho chúng ta để chúng ta tu tập. Không ai ra ngoài được nhân và quả. Đã gieo nhân thì đủ duyên là sẽ phải gặt quả. Bây giờ chúng ta phải tu tập để gieo những nhân mới và tạo những duyên lành để chúng ta chuyển hóa cái quả báo xấu của mình. Quả báo xấu mình gọi là hoạn nạn đấy. Thế cho nên đối với đạo Phật thì không có tin là các sao chiếu mệnh chúng ta, cũng không tin rằng dâng sao là giải được hạn. Mà chúng ta phải tránh tín nhân quả và tin lời Phật dạy, tu tập, thực hành tất cả các thiện pháp và chuyển hóa tâm mình thì chuyển hóa được nghiệp của mình và chuyển hóa được hoạn nạn của mình. Đó, cho nên Phật dạy là chúng ta làm chủ nhân số mạng của chúng ta. Đấy, bậc quân tử thì có cái học tạo ra mệnh của mình. Đó là chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta phải học và tin cái điều này. Đó, thì quý thầy xin dẫn câu chuyện.
có chú tiểu đó, ở với một hòa thượng ở trên núi tu tập. Hòa thượng thì là bậc đã chứng quả thánh. Ngài biết chú tiểu này chỉ có 7 ngày nữa là sẽ bỏ mạng. Cho nên ấy, Ngài cho chú tiểu về quê thăm bố mẹ. Rồi chú tiểu này sẽ bỏ mạng ở tại quê nhà. Thì Ngài cho chú tiểu về quê. Trên đường về quê, chú tiểu đi qua một con suối. Đúng lúc ấy mưa lớn đổ xuống. Và chú tiểu thật là khó qua suối. Đứng bên bờ suối, bỗng chú nhìn thấy trên dòng suối có một cái bọng cây nó trôi, và trên bọng cây đấy là vô số những con kiến ở trong rừng đó, nó bậu ở trên cái bọng cây đó. Và nếu mà chỉ trôi một đoạn nữa là bọng cây nó sẽ bị sóng nó đánh dập và nó sẽ chết hết cả đàn kiến. Chú nghĩ đến muốn cứu đàn kiến, chú đã lội xuống suối và tìm một cách kéo được cái bọng cây lên trên bờ, cứu thoát cả đoàn kiến. Sau đó chú đợi cho mưa tạnh, rồi chú vượt suối trở về nhà. Về nhà sống với bố mẹ rất là hoan hỷ. Hết một tuần thì chú xin phép bố mẹ được về chùa, vì sư phụ nói cho đi một tuần mà. Đó. Thế khi chú trở về chùa thì sư phụ rất ngạc nhiên, là thấy chú trở về rất là bình an mà lại còn có cái sắc diện lại rất là tốt đẹp. Thì sư phụ cũng không biết là sao, mới hỏi chú là: thế trong thời gian về con có làm được điều gì thiện không? Thế chú tiểu nói là: bạch sư phụ, là con thì cũng chẳng làm được điều gì, thì sư phụ cho về thì con về nhà con chơi. Nhưng mà chú tiểu nhớ là hôm ấy con trên đường về gặp mưa lớn và con đã cứu được một đàn kiến ở trên cái suối đó. Thì sư phụ mới nói: đúng rồi, nhờ cái nhân lành này cho nên con đã được kéo dài thọ mạng. Ta biết rằng đáng nhẽ sau một tuần con sẽ bỏ mạng, cho nên ta muốn cho con về quê và con sẽ bỏ mạng ở tại nhà với cha mẹ. Nhưng mà do con làm được cái việc thiện, con cứu được cả đàn kiến này, cho nên thọ mạng con được kéo dài đến hôm nay. Đó, thì thưa đại chúng, qua câu chuyện này để chúng ta biết, chúng ta có thể chuyển được cái hạn của mình bằng chính cái việc tu tập các cái thiện pháp, bằng cái tâm từ bi của mình, bằng những cái tâm tốt đẹp của mình sẽ chuyển hóa được nghiệp chướng, được tai nạn, tai ương. Đấy là cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta, và đó là chính tín của Đạo Phật. Thì kính thưa đại chúng, qua câu hỏi này của quý Phật tử, thì quý Thầy rất mong các Phật tử chúng ta phải chính tín, nhất là những ngày đầu năm chúng ta đi lễ bái khắp các nơi, và chúng ta nếu còn tin quan niệm sao chiếu mạng thì chúng ta sẽ rất dễ lạc vào các cái điều mê tín. Và khi mê tín như thế thì có khi tiền mất tật mang và lo lắng suốt cả một năm đều không tốt. Chúng ta cứ tin lời Phật dạy, thực hành theo lời Ngài chỉ dạy, chúng ta sẽ được cuộc sống tốt đẹp hơn và chúng ta có thể vượt qua được các cái ách nạn. Đó là lòng tin chân chính. Thầy rất mong các quý Phật tử chăm chỉ học Pháp để mà chúng ta hiểu rõ lời Phật dạy như vậy. Chúng ta sẽ tránh bớt được rất nhiều những các cái lo lắng đau khổ trong cuộc đời. Như vậy cuộc sống chúng ta mới được an vui. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể đại chúng sức khỏe, an lạc và tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, mẹ con trước Tết có đi đến một điện thờ ở quê làm lễ và có xem một quẻ bói. Thầy bói gieo quẻ và nói rằng 3 tháng tới nhà con có đại nạn. Bố con sẽ bị tai nạn và chết. Nhà con thì bị trộm vào lấy mất tài sản. Thầy bói bảo rằng phải đi đến điện của ông lập một đàn lễ để giải hạn. Phải mua đủ 7 hình nhân để thế mạng cho bố con, và mua tiền vàng giấy mã thật nhiều để cúng giải hạn. Đàn lễ tính ra phải tốn hơn 30 triệu đồng. Cả nhà con lo lắng lắm, lại Tết đến nơi rồi, cả nhà rất buồn khổ.
chúng con được các bạn giới thiệu biết về chùa Ba Vàng và về Thầy. Hôm nay, chúng con gửi câu hỏi này, kính xin Thầy từ bi giảng giải, giúp cho gia đình chúng con được giải tỏa khỏi những lo sợ này. Chúng con thành kính tri ân Thầy. A-di-đà Phật. Kính thưa đại chúng, quý Phật tử này hỏi rằng là mẹ đi xem bói, rồi Thầy bói nói rằng nhà có nạn, mà toàn là cái nạn rất nặng. Bố thì bị tai nạn và chết, 3 tháng nữa thì chết. Nhà thì bị trộm vào lấy mất tài sản. Đấy gọi là mất người, mất của. Cái nạn này thì nặng lắm. Thế mà Tết đến nơi rồi, mà đi xem một quẻ bói thế này, về thì cả nhà mất Tết. Ấy. Đại chúng thấy không? Cho nên các cụ nói mà, có tiền thì giữ bo bo, đem cho Thầy bói, rước lo vào mình, rất là khổ. Đó. Thế thì với cái câu hỏi này, quý Thầy xin được trả lời để toàn thể quý Phật tử chúng ta cùng rõ. Thứ nhất, ấy, cái việc mà đốt hình nhân thế mạng thì chúng ta biết ấy, cái này nó xuất phát từ một cái tập tục rất cổ xưa, đó là cái tục tuẫn táng, tức là chôn người sống theo người chết. Cái này nó phát xuất từ việc các cái vị vua chúa thời xưa, nhất là thời phong kiến đó. Đó. Khi mà chết thì thường bắt chôn theo từ hoàng hậu, cung phi, mỹ nữ cho đến tiền của vàng bạc châu báu cũng chôn theo. Vì họ quan niệm rằng vua chết ấy, sang thế giới bên kia vẫn làm vua và vẫn sống một đời sống như trần gian này. Cho nên khi ông vua chết ấy, là bắt chôn theo kể cả hoàng hậu cho đến cung phi mỹ nữ, tiền bạc, ngọc ngà, châu báu chôn theo. Đó. Thì đại chúng thấy cái việc này với cái xã hội văn minh bây giờ chúng thấy nó có dã man không? Rất là dã man. Đúng không? Một người chết mà chôn theo biết bao nhiêu người. Đó. Và thưa đại chúng, thì sau này khi mà xã hội người ta tiến bộ hơn thì người ta thấy cái việc này nó quá dã man. Thì họ nghĩ ra cái cách làm người giả, gọi là hình nhân, làm bằng giấy, làm bằng các cái đất sét hoặc các cái chất họ bồi lên, đắp thành cái hình nhân rồi ghi tên vào đấy, ghi tên của cái người mà hình nhân này thay thế cho đó. Thế còn vàng bạc châu báu thì họ cũng làm giả, họ cũng làm giả bằng giấy, rồi dán giấy vàng vào đó, lấy tre, lấy lứa rồi họ đan vào thành những cái thỏi vàng rồi dán giấy vàng vào đó, thì chúng ta thấy thế. Ngày xưa thì họ chôn cả người nộ, người hình nhân này này, rồi chôn cả vàng mã theo người chết. Nhưng sau đó thấy cái việc chôn theo như thế nó cũng bất cập, thì họ lại nghĩ ra cái cách là đốt hóa. Từ đó nó mới có cái tục là đốt hóa vàng mã. Đó. Thế thì đại chúng thấy cái việc đốt hình nhân để thế mạng nó xuất phát từ một cái tập tục tuẫn táng, từ một cái tập tục thật sự là dã man. À. Thế bây giờ thì trong cái việc cúng lễ thì chúng ta cũng lại có cả hình nhân thế mạng, rồi có vàng, có mã. Cúng lễ mà đặc biệt là những cái lễ cúng để mà giải hạn, dâng sao giải hạn, thì lại có cả hình nhân thế mạng, rồi vàng, rồi mã. Mà quý Thầy biết ấy, những cái lễ đấy vào những cái nhà có điều kiện ấy, thì không phải là ít đâu, rất là nhiều. Có thể đến hàng trăm triệu tiền vàng, tiền mã, chứ không ít những đại gia họ làm đến như vậy đấy. Những cái lễ rất lớn Thầy đã xem. Mà những con ngựa, những con voi rất là lớn, rồi đủ các thứ. Bây giờ thì lại có cả máy bay, tàu thủy đủ hết á. Đấy, thưa đại chúng, cái việc vàng mã bây giờ. Thế thì chúng ta
cùng nhau xét cho kỹ xem cái việc này nó thực hư thế nào. Thực hư thế nào? Việc đốt hình nhân thế mạng này có thật là thế được mạng sống cho chúng ta không? Chúng ta cùng suy nghĩ. Kính thưa đại chúng, nếu quả thật đốt hình nhân mà thế được mạng sống cho chúng ta, thế thì sẽ không có còn ai chết nữa. Các chiến sĩ trước khi ra trận ở nhà ta làm hình nhân thế mạng cho các chiến sĩ, thế thì ra chiến trận không có chiến sĩ nào hy sinh, không có liệt sĩ nữa, phải không? Đó. Các bệnh nhân ở bệnh viện, khi vào viện ta làm hình nhân thế mạng thì không bệnh nhân nào phải chết cả. Nhưng mà thực sự là có ai là không chết đâu, ai rồi cũng phải chết. Đại chúng thấy không nào? Không chết vì già, sống hết tuổi thọ, thì chết vì bệnh. Không chết vì bệnh thì chết vì nạn. Đó, già, bệnh, nạn, những cái đó đều là cái chúng ta phải chết. Đúng không? Chẳng ai tránh khỏi chết. Thế thì chúng ta biết như vậy là hình nhân thật sự là không thể thế được cái mạng cho chúng ta. Nghe không? Đó. Nếu thế được mạng thì bây giờ chúng ta cứ làm hình nhân là ta sống mãi. Ta sắp chết thì ta làm hình nhân, ta thế mạng. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng hình nhân không thể thế được mạng sống cho chúng ta. Cái điều này là điều hoàn toàn phi lý. Không có một căn cứ gì cả. Không có đúng. Chúng ta biết đấy, kể cả chúng ta dùng người thật để thế mạng, liệu có cứu được không? Quý Thầy được biết có những người con người ta rất hiếu thảo với cha mẹ. Biết cha mẹ bệnh nặng, phải chết, có khi họ sẵn sàng họ xin chết thay cho cha mẹ để cha mẹ được sống. Nhưng mà liệu chúng ta nghĩ xem nào, người con này chết đi, thì liệu cha mẹ có sống được không? Hoặc là cha mẹ thương con, muốn con mình khỏi bệnh, khỏi chết, sẵn sàng chết thay cho con. Nhưng con mình liệu có sống được không? Đấy. Chúng ta biết đấy, dùng kể cả người thật đi để thay thế mạng cũng còn không cứu nổi, chứ đừng nói là hình nhân, người giả. Đúng không? Đó, để chúng ta mới thấy là cái điều này nó hoàn toàn phi lý, không có đúng đạo lý, không đạo lý chút nào. Nhá. Vậy thì với Đạo Phật, thì cái việc mà mạng sống của con người chúng ta ngắn hay dài, thọ hay yếu, nó do cái gì quyết định? Thì chúng ta cùng đến với cái bài kinh trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Đức Phật dạy như thế này. Có 10 thứ nghiệp khiến cho chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Một là tự làm việc sát sinh. Hai là khuyên người khác sát sinh. Ba là khen ngợi phương pháp sát sinh. Bốn là thấy việc sát sinh thì tâm vui thích theo. Năm là đối với những người mình oán ghét, mong muốn cho họ bị tiêu diệt. Sáu là thấy người mình oán ghét bị tiêu diệt thì sinh tâm vui thích. Bảy là phá hoại bào thai của người. Tám là dạy người tự hủy hoại thân thể. Chín là xây dựng lò giết mổ. Mười là dạy người gây chiến tranh, giết hại lẫn nhau. Do 10 cái ác nghiệp này mà chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Đấy, mạng sống ngắn ngủi thì nghĩa là không được sống lâu dài, hoặc là còn trẻ đã bị bệnh tật mà chết, hoặc gặp tai nạn mà chết. Đó, đấy là mạng sống ngắn ngủi. Phật lại dạy, có 10 nghiệp khiến cho chúng sinh được quả báo mạng sống dài lâu. 10 nghiệp đó là: một là tự mình không sát sinh, hai là khuyên người không sát sinh, ba là khen ngợi việc không sát sinh, bốn là thấy người khác không sát sinh thì tâm vui mừng, năm là thấy người bị giết hại tìm cách cứu thoát, sáu là thấy người sợ chết an ủi tâm họ khiến cho họ không sợ hãi, bảy là thấy người sợ hãi bố thí cho họ sự không sợ hãi,
8 là thấy người bị các thứ khổ, khởi tâm thương xót. 9 là thấy người đang được cấp cứu, khởi tâm đại bi. 10 là dùng các đồ ăn thức uống, bố thí cho chúng sinh. Do 10 nghiệp này mà được quả báo mạng sống lâu dài. Nghe không? Như vậy chúng ta thấy được mạng sống lâu dài do những cái thiện nghiệp này. Những thiện nghiệp này. Trong Kinh Trung Bộ, bài Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật cũng có dạy, nếu có người đàn ông, đàn bà nào từ bỏ việc sát sinh, tránh xa việc sát sinh, bỏ đao trượng, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót, đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh, do nghiệp ấy, sau khi mệnh chung, thì được sinh vào thiện thú, thiên giới. Nếu tái sinh trong loài người, thì được trường thọ. Đấy, như vậy, Đức Phật nói rất rõ cái nguyên nhân của mạng sống ngắn hay dài là do đâu? Là do cái nghiệp chúng ta gây. Mà trong cái nghiệp này, chủ yếu nhất là cái nghiệp sát hại, phải không? Thì gây ra cái việc chúng ta mạng sống ngắn ngủi. Còn người nào có tâm từ bi, thương yêu, biết bảo vệ mạng sống cho người, cho mọi loài, thì người đó sẽ có cái thọ mạng lâu dài. Như vậy là chúng ta biết rồi. Wow. Thì cái việc đốt hình nhân thế mạng, chúng ta biết chắc chắn không thể nào cứu được mạng sống cho chúng ta. Mà cái này phải do chúng ta tu tập, tích lũy những cái thiện nghiệp như Đức Phật vừa dạy, thì chúng ta sẽ được cái thọ mạng lâu dài. Thế còn nếu trong đời này chúng ta chịu cái quả báo của kiếp trước, thọ mạng ngắn ngủi, thì chúng ta làm sao? Chúng ta cũng phải vâng lời Phật dạy, thực hành tu tập các thiện nghiệp như thế này. Đấy, quý Thầy vẫn thường khuyên các Phật tử nên thực tập phóng sinh cứu mạng nhé, rồi giúp đỡ cho những người bệnh tật trong bệnh viện, mình đi từ thiện, mua thuốc men, chăm sóc những người già cô đơn, vào đấy những người khó khăn, đấy trong Kinh Phật dạy bố thí cho những người đấy. Và đặc biệt nhất như ở nhà cha mẹ mình đây này, đau yếu bệnh tật, mình đến mình cúng dường cho cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, những cái đó đều là những cái phước báu để mình được thêm cái tuổi thọ. Thì quý Phật tử thấy thọ mạng của con người nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái nhân duyên như vậy. Thầy thường hay lấy ví dụ thọ mạng của chúng ta giống như cái ngọn lửa của cái đèn vậy đấy. Cái đèn cháy được là sao? Nó phụ thuộc vào cái bấc ngắn hay dài, phụ thuộc vào cái bình dầu còn dầu hay hết dầu, phụ thuộc vào cái bóng đèn còn hay là bóng đèn vỡ. Bóng đèn vỡ là gió thổi cũng tắt mất ngọn lửa. Đấy, mạng sống, cái sự sống của chúng ta giống như ngọn lửa của cái đèn vậy. Để nó sống được là phải thế nào? Thì Thầy lấy ví dụ, cái bấc của mình ấy là cái thọ mạng từ trong tiền kiếp, là cái phúc báo về thọ mạng trong tiền kiếp. Cái dầu của mình ấy cũng là cái phúc báo của mình nhé. Nếu chúng ta chịu khó tích lũy và phúc báo làm cho bình dầu của mình lúc nào cũng đầy, thì đèn mình dẫu rằng bấc có ngắn vẫn cháy được lâu. Đó, cái bấc ấy nó là cái định nghiệp từ tiền kiếp, và từ tiền kiếp nó định lên cái thọ mạng của mình ngắn dài. Nhưng sang kiếp này nếu chúng ta biết tu nhân tích đức, làm các việc thiện, thì giống như người đổ dầu vào trong bình đèn vậy đấy. Đó, bấc dẫu có ngắn nhưng dầu lúc nào cũng đầy thì đèn vẫn cháy được lâu. Rồi bóng mình giữ cho được tốt, không vỡ thì lửa vẫn cháy, đèn vẫn sáng. Đó. Như vậy chúng ta thấy cái việc mà ông Thầy Bói nói rằng gia đình của Phật tử này phải lập một cái đàn có hình nhân thế mạng, rồi cúng vàng mã, đốt vàng mã để giải cái hạn này là hoàn toàn phi lý, không đúng đạo lý và không sự thật chút nào, đúng không? Chúng ta biết rồi,
không thể dùng những cái đấy để giải hạn được. Nhớ, đầu năm nhiều Phật tử đi làm lễ dâng sao giải hạn, cắt sao, cắt hạn. Nhưng mà sự thật chúng ta có cắt được hạn đâu. Cắt hạn đâu. Nếu không tu tập thì không thể chuyển được. Cho nên Đức Phật dạy phải tu tập mới chuyển nghiệp được. Nghiệp nó gây ra cái hạn chúng ta nếu là ác nghiệp. Đúng không? Thì chúng ta phải tu tập thì mới chuyển được nghiệp. Nhé. Đấy là chân thật. Thì quý Thầy rất mong các quý Phật tử để cho chúng ta có một cái đời sống thọ mạng, ta vâng lời Phật dạy, ta biết tu tâm, tu nhân tích đức, sống thiện, rồi chúng ta cũng phải sống điều độ, rèn luyện sức khỏe, rồi sống chọn một cái môi trường an ninh thật tốt đẹp, xây dựng một xã hội tốt đẹp và biết giữ gìn an toàn cho chính bản thân mình. Ta sống không cầu thả, nhé. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái thọ mạng lâu dài như lời Phật dạy. Nhân dịp xuân mới, Thầy cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử có đầy đủ chính tín, chính kiến và tin lời Phật dạy, không có bị lạc vào các cái tà kiến, cái mê tín, mà vừa tiền mất tật mang và lại rước họa vào mình. Chúng ta chính tín lời Phật dạy thì chúng ta sống được an vui và tránh xa tất cả những cái sự lo lắng, sợ hãi. Đó thì chúng ta mới có an lạc. Một lần nữa, quý Thầy xin kính chúc toàn thể quý Phật tử tinh tấn tu hành, chăm chỉ học Pháp, ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống để cuộc sống của mình được nhiều an lạc và giúp cho xã hội chúng ta cũng được bình an. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.